Xin chào quý vị và các bạn đến với Xứ Nậu. Hôm nay Xứ Nậu muốn đưa quý vị và các bạn đến tham quan chùa Hải Sơn thuộc xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bây giờ mời quý vị và cùng với Xứ Nậu tham quan cái ngôi chùa này. Cái ngôi chùa này nó có một cái đặc biệt là các sư cô nuôi các trẻ vù coi ở đây rất là nhiều. Bây giờ mời quý vị và cùng với Xứ Nậu để mà tham quan cái ngôi chùa này. Đây quý vị và các bạn, chắc có lẽ bây giờ quý vị đã thấy là những chiếc xe đang Xứ Nậu vừa thấy họ đang dừng xe lại và chắc có lẽ là cũng đang đến đây để mà tham quan cái ngôi chùa này. Chắc có lẽ là quý vị nhìn thấy đây cũng là những người đi làm từ thiện hay là Phật tử gì ở chùa đây rồi, phải không? Đó, quý vị và các bạn nhìn. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ tham quan toàn cái cảnh ở ngôi chùa này. Sau đó chúng ta sẽ vào những cái phòng thăm những cháu mồ côi này. Theo như Xứ Nậu biết thì cái chùa này đã được cái khu xây dựng đây đã được khánh thành cách đây 2 năm quý vị và các bạn. Cái lúc trước thì làm lỡ khánh thành thì Xứ Nậu cũng có đến đây và có quay phim ở đây rồi. Nhưng mà quý vị và các bạn nói là có người nói Xứ Nậu đến đây để quay phim để cho quý vị thấy được những đứa trẻ mồ côi ở đây. Thì hôm nay Xứ Nậu quay trở lại chùa ở đây và quay cho quý vị và các bạn xem. Thì cái nơi của các bé sinh hoạt vui vẻ thì ở đây. Chút nữa thì chúng ta sẽ vào bên trong sẽ gặp nhiều những đứa bé mồ côi ở đây nhiều hơn. Bây giờ hiện tại thì các bé đang được chăm sóc ở trong các cái phòng của dãy nhà này quý vị và các bạn đó. Đây quý vị và các bạn, đến đây thì quý vị cũng thấy ở các cái vườn xuân đây chắc là nhìn rất là đẹp mắt để cho những trẻ coi như là sinh hoạt vui ở đây. Thì nói chung thì quý vị thấy các trẻ mồ côi ở đây thì nói chung phải gọi đây là một mái ấm của các trẻ đó quý vị và các bạn. Đây Xứ Nậu sẽ quay hết toàn bộ cảnh cho quý vị và các bạn xem ha. Đó, mắc cỡ trốn rồi, thấy chưa quý vị và các bạn, coi này, trốn á, đó chia lại này. Dễ thương nghe chưa quý vị và các bạn, đó, sợ quay phim trốn. Cừ. À.
Đó quý vị và các bạn, đỡ sứ nẩu vào thắp chỗ chánh điện một cái nén hương, rồi sứ nẩu có thể là gặp cô trụ trì ở đây sẽ nói chuyện cho chúng ta biết về các cháu mồ côi ở đây nha quý vị và các bạn. Thì đỡ sứ nẩu vào cái chỗ chánh điện, sứ nẩu thắp cây hương đó quý vị. Đó đây quý vị, sứ nẩu để coi cái hương ở đâu. Ủa? Đây quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ vào thăm các trẻ mồ côi ở đây. Đó, đây quý vị và các bạn, các trẻ mồ côi đây quý vị và các bạn. Đó, đây đây quý vị và các bạn. Đó quý vị các bạn nhìn thấy thì cái mồ côi đó. Quý vị cũng thấy đây là những Phật tử phục vụ giữ trẻ ở đây đó quý vị và các bạn. Kèo không quý vị và các bạn. Đó là quý vị và các bạn nhìn những cháu trẻ nhỏ, còn có một số cháu trẻ lớn hơn á thì dạo chơi ở ngoài vườn, rồi có những em mà cháu mà còn đi học được lớp 5, lớp 6 á là các em ở trên trên tầng trên đó quý vị, cho nên là sư nẩu không có quay vào chi tiết những cái nơi đó. Thì sư quay sơ cho quý vị và các bạn nhìn thấy như vậy là được rồi, còn không thể nào mà lên các cái phòng trên đó. Đó quý vị và các bạn nhìn thấy giữ trẻ thì cũng rất là cực chứ không phải là giỡn đó các bạn. Thank you.
Đây quý vị và các bạn, các Phật tử ở xa về đây cũng thăm chùa đây quý vị. Đây quý vị và các bạn, chúng ta nhìn cái cô sư cô chủ trì ở đây, chúng ta sẽ hỏi thăm về các cháu trẻ bồ côi ở đây như thế nào nha quý vị và các bạn. Coi cô, cô cho con hỏi thăm cô, ở đây là mình có bao nhiêu cháu trẻ bồ côi vậy cô? Dạ, ở mái ấm là 41 bí. Dạ. Thì mấy ở mấy bé ở đây là chỉ có mấy sư cô chăm sóc ha, còn có ai ngồi ra cái nhờ ai chăm sóc nữa không cô? Dạ có mấy Phật tử dạ. Phụ chăm mấy bé. Theo như cháu có đi vòng qua một tham quan các cháu á, thì chú cha dạy thôi chứ chắc cũng khó khăn về vấn đề mà chăm sóc và về vấn đề mà ăn mặc đồ mấy cháu cũng khó khăn chứ phải không cô? Dạ, dạ. Cháu mình đó cần chăm sóc rồi dạy dỗ rồi rất là khó khăn. Mà có những cái cháu mà họ lớn lên thì cũng cho đi học ở ngoài trường chứ phải không cô? Đúng tuổi đi học là đều, các cháu cũng đều đi học như bao bạn trẻ khác. Là cái ở cái khu riêng, cháu nào nhỏ thì ở cái khu tầng ở dưới phòng cô, còn mấy mà cháu mà lớn lớn rồi thì cho ở trên tầng trên. Từ lớp 6 trở lên là mấy bé ở trên tầng trên, còn mấy bé nhỏ là ở tầng dưới. Có những bé ở đây đã học được cấp 3 chưa cô, hay là chỉ có? Có rồi. Có 3 bé học cấp 3. Có 3 bé học cấp 3. Hồi giờ ở đây cô nuôi dưỡng những cháu ở đây có khi nào các bé đã được đi học vào các trường đại học đồ gì đó chưa? Dạ, hay có. Cũng có mấy bé cũng đi vào trường đại học rồi. Dạ. Cô nhớ là cái mình bắt đầu mà nuôi trẻ ở đây là được bao nhiêu năm nào rồi, cô có còn nhớ không cô? Dạ, từ năm 98 tới giờ. Từ năm 98 tới giờ. Chắc có lẽ là lúc ban đầu chắc khó khăn lắm phải không cô? Và sau đó bây giờ thì nói chung là có nhiều Phật tử đồ nó cũng dở hơn thời đó phải không cô? Rồi, trước đó thì khó khăn hơn. Mà nói chung trước đó thì ít bé. Dạ. Mấy năm gần đây là đông. Dạ. Mấy bé đây là người ta bỏ rơi rồi cô đem về nuôi, hay là người ta đến đây người ta gửi cô? Dạ, tất cả các bé đều bỏ rơi. Bỏ rơi ở chùa. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là người ta biết là cái chỗ đây là cô sẽ nhận nuôi những đứa bé đó, cho nên là người ta cũng đem tới đây để mà cho bé có một cái nương tựa. Cảm ơn cô. Đó, quý vị và các bạn, thì sau khi mà quý vị và các bạn tâm sự với cô thì quý vị cũng thấy được thì thôi như vậy thì sư nổ xin tạm dừng video ở đây. Hẹn quý vị và các bạn những video sau.